Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hoàng. Hôm nay là ngày thứ 7 cuối tuần. Hoàng xin phép được chúc cho quý anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Và ngày hôm nay, Hoàng lại tiếp tục công việc ưa thích nhất của tư vấn vận hành, đó chính là giao xe. Và hôm nay Hoàng sẽ giao mẫu xe Lexus RX 350 Premium. Mẫu xe có mức giá là 3 tỷ 430 triệu và Hoàng sẽ giao màu sơn đó là màu đen ánh kim. Trước đây thì các phiên bản Lexus tại Việt Nam thường bán màu đen, nó là màu đen bóng, mã màu là 212 hay là 202. Và hiện tại thì màu sơn đã được cập nhật lên, đó là màu mã màu là 223, màu đen ánh kim. Và ẩn sâu dưới các lớp màu sơn đen như thế này thì đó là những cái phần sắc ánh kim lấp lánh, tựa như những viên kim cương đen được ẩn dưới lớp sơn, rất là sang trọng và rực rỡ khi mà ra ánh nắng. Còn bình thường, ở trong được ánh sáng bình thường thì nó vẫn là màu đen đen bình thường thôi. Lexus RX 2023 thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới ra mắt thì thu hút rất là nhiều khách hàng với đa dạng độ tuổi hơn. Tuy nhiên thì tập khách hàng trung tuổi hay cao tuổi vẫn là khách hàng quan trọng của Lexus. Và ngày hôm nay, Xuân Hoàng sẽ giao mẫu xe này cho quý khách hàng rất đặc biệt. Cô chú năm nay cũng đã bước sang gần bước sang tuổi 70 nhưng vẫn lựa chọn mua một mẫu xe mới, và đó là Lexus RX 350 Premium. Cô chú hôm nọ cũng đã tới tham dự cái sự kiện ra mắt của Lexus Thăng Long. Quý anh chị các bạn xem clip thì chắc vẫn hẳn vẫn nhớ cô chú Hoàng đã từng phỏng vấn trong clip. Từ lúc đặt xe cho tới nay cũng đã là được gần nửa năm, từ tháng 8 năm ngoái thì cho tới nay là hơn nửa năm, chính xác là 7 tháng thì cô chú đã được nhận xe. Và xin phép được mời quý anh chị và các bạn cùng với Xuân Hoàng để giao mẫu xe này cho cô chú nhé. Xin mời. Chào cô chú ạ. Chào anh chị ạ. Dạ vâng. Chào cô chú ạ. Chào. Vâng. Chú đi nhầm đường thế nào bị muộn một tí chứ không sao ạ. Chắc là đến đúng giờ. Cháu xin phép ghi lại clip làm kỷ niệm cho nhà mình nhé. Rồi. Cháu đeo cho chú cái chiếc này. Đây giới thiệu với cháu, đây là cô Đào là chủ xe. Thế còn đây là con trai và con dâu của chú, đây là hai cháu nội. Con chào chào chú, chào bác đi. Chú rồi. Chắc là hơn tuổi rồi. Đấy. Con rất là dễ thương, đáng yêu. Con dễ thương. Cô chú chờ cho cháu khoảng tầm 1-2 phút nữa. Không sao. Chuẩn bị gần xong rồi. Ok, được rồi. Thì chú sẽ... trước hết là chú cảm ơn cháu đã đồng hành với chú trong thời gian gần 1 năm. Từ lúc đặt hàng. 7-8 tháng. Và hôm nay theo dự kiến đã đúng giao xe, đúng lịch. Thế mà tư vấn cho chú rất là tốt. Dạ. Chính là cô là người mua cái xe này là do cháu. Là người giới thiệu rất dễ hiểu, dễ làm vào cho người ta cảm thấy rằng cái ưu việt của cái xe. Dạ. Cho nên là cô quyết định mụn đặt và đến tìm đến cháu là lý do như thế. Dạ vâng. Đấy, góp tiền, rất nhiều tiền để mua cái xe này suốt đấy. Vâng. Thế chú sau khi nhận xe xong thì bao lâu thì cô chú đi nước ngoài ạ? Đến tháng 6, cuối tháng 6. Cô đi cùng chú vào. Rồi. Xin chào. Rồi. 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 Rồi, mời cô chú đi một vòng quanh xe. Đây, chiếc xe đây chứ hả cháu? Vâng. Úi giời, tuyệt vời. Đây, xe của con đây. Đấy. Đây loa của xe đấy. Cô để trong cầm cho. Con thấy xe đẹp không? Đấy. Màu đen ánh kim. Rồi. Ở bên nước ngoài Canada người ta gọi đây là màu Cavio. Cavio là trứng cá tầm ấy. Rồi. Kim cương đen ở trên lớp sơn. Chú thích lắm. Bởi vì ngày xưa nó chỉ đen tuyền thôi. Rồi. Nhưng bây giờ có đen này rất là tuyệt vời đấy. Ước mơ. Đây chú
chú tặng cho cô. Phải nói là một cái kỷ niệm để được mà chú xin lái cho cô ấy, đến lúc nào mà không lái được thì dạ, vâng. thì thôi. Tuyệt vời quá. Vâng. Cảm ơn cô chú nhờ mình chụp ảnh nhé. Rồi. Nhờ mình chụp ảnh đi. Rồi đi. Đây, Thùy ơi, Hải ơi, Hải. Cô chụp cho mọi kiểu ảnh. À Thùy ơi, cô chụp cho bố mẹ đi. Không, đây ở đây các bọn chó trông chó sẽ chụp cho cô chú cả nhà mình luôn. Yên tâm. Bây giờ chú chó sẽ gọi là làm một chút nghi thức nhận xe mới, nó là bật sâm panh để lấy may. Rồi. Hải ơi. Anh chị ơi, em mời anh chị ra đây. Thùy ơi. Rồi. Cho mời chú đứng đây. Rồi. Nhân vật chính ở đây. Cô ơi, cho mời cô đây. Đây đây cô cứ để hộp đây ạ. Đây là nước gọi là rượu vang sủi thôi, không phải có cồn đâu, chú yên tâm. Rồi yên tâm, để con lái xe về. Vâng. Quá tuyệt vời. Chú có muốn bật không? Thôi không, để cháu bật đi. Rồi. Alo. Bây giờ xe Fortuner là chú để cho anh đi. Cho Hải để kinh doanh. Nhà nó có xe rồi. Có xe rồi, đi đây để làm kinh doanh. Hôm nay các cháu này tiếp tục xe giao mấy xe sáng nay? 3 xe ạ. Rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Cháu cứ cầm đi, con cầm con uống. Không sợ cồn đâu. Dạ vâng, mình cũng nâng ly ạ. Vâng. Cháu chúc mừng cô chú. Vâng, chú xin chúc mừng, cảm ơn các cháu nhá. Dạ, vâng. Cảm ơn các cháu. Vâng, cảm ơn công ty. Chúc cảm ơn các cháu. Vâng. Cảm ơn cháu. Cháu chúc cô chú bây giờ đã hạnh phúc rồi, càng hạnh phúc hơn nữa. Vâng. Sắp tới cô chú đi nước ngoài có những cái trải nghiệm thật là thú vị. Rồi. Canada. Vâng. Canada cũng là cái nơi mà nhà máy Lexus đặt chắc ở đấy. Rồi. Xuất sang Mỹ. Nhưng chú yên tâm nhé, là chú đi sang đấy chú thấy là xe ở Việt Nam, xe Mỹ giống hệt nhau thôi. Rồi. Không có khác nhau option đâu ạ. Xong rồi gửi cho chú nhé. Dạ vâng. Gửi vào cho Hoàng, Hoàng gửi cho chú. Đây máy cháu ạ. Vâng. Cảm ơn cháu. Cho mời cô chú lên ngồi ạ. Là cháu gửi cô chú đây là cái hồ sơ gốc của xe. Rồi. Vâng. Rồi. Đây là cháu photo cho cô hai bản. Cô đi nộp thuế thì người ta cần thì người ta. Ok. Dạ vâng. Xong rồi. Cháu vẫn để photo mấy bản thừa. Không làm gì đâu, nhưng mà cháu cứ làm sẵn. 92. Bộ cà số máy số khung. Số khung số máy cho cà chú sẵn hai bộ rồi. Rồi. Chú yên tâm là đủ để chú đăng ký đăng kiểm. Ok. Đây là cái sổ bảo hành. Rồi. Thì chú cứ để trên xe giúp cháu. Sau này bảo dưỡng thì không mất tiền thì người ta tự bên cháu tự động lấy cái này ở trong xe. Chú đừng mang ra ngoài. Đây là số khung số máy để sẵn đây rồi. Rồi. Đi hợp đồng. Vâng. Thế thứ hai là chú cứ ra thuế là chú khai xong là người ta nộp tiền thôi. Ok. Vâng, nộp tiền tại chỗ đấy luôn. Chú rất là sung sướng và hạnh phúc. Trước hết được bên công ty phục vụ rất chú đáo. Cái cửa này cô chỉ cần bấm nút này nó mở. Hướng dẫn với tỉ mỉ của của cô sao có nút bấm lôi chú bấm nhẹ. Anh Hoàng cứ bấm này. Và tất cả các cái bạn trong công ty. Đấy. Xin cảm ơn. Nó là mở điện chứ không phải là mở cơ. Ở trong cũng vậy. Cô cầm cô ấn vào và không có đẩy ra luôn. Không đẩy chú ta. Đã nó váy rồi. Chú để cháu lái ra cho Hoàng nghe Hoàng lái ra bởi vì cái xe nó dài. Chú chưa quen với cái địa hình này. Nó quên vào đây phát để mất hay. Chú đổ máy rồi. Chú ngồi sau. Chú ở bốn cánh cửa nó đều một cái vạch như này. Chú cần chạm đây này là cửa nó tự khóa. Đấy. Rồi. Và khi mà đến gần xe thì chú chỉ cần chìa khóa trong người thôi. Rồi. Và chú đặt tay vào cái phần cửa xe này. Nó tự đây gọi Hải ra đây cho nó. Chú nó mở rồi. Rồi. Và ở trong đây ở trên bốn cái nút này nó đều có một cái phần bấm. Chú bấm vào chú cho đứng gì cái này. Chú bấm vào. Rồi. Chú kéo ra luôn. Đấy. Rồi. Đấy, đây, đó là bấm nút nhé. Rồi. Bấm nút. Bấm nút mà khóa. Và bấm đây cũng là để khóa này. Đấy.
Rồi. Cả bốn cửa đều có cái vạch như này, chú nhìn cái vạch như này. Có nhìn thấy rồi. Khi mà mình có chìa khóa trong người thì chỉ cần bấm là tự động nó khóa. Rồi, ok. Dạ. Ở phía sau ạ. Ở phía sau thì cốp này chú có thể mở bằng chìa khóa này. Rồi. Mở bằng nút bấm này. Rồi. Hoặc là chú đá cốp này. Bốn cái mà cháu hướng dẫn trên kiến thức thì chú cũng nhớ rồi. Rồi. Vâng. Rồi. Ok. Ở dưới đây thì là có phần kích tay quay. Rồi. Lốp dự phòng. Ừ. Cháu chỉ biết sau này chú có sử dụng xe có vấn đề gì thì mình chỉ cho người sửa ấy, người biết rồi. Hoặc là chú đến bên cháu cháu hỗ trợ chú rồi. Chú thử đá chân để nó xuống nhé. Không cần đá lâu, chỉ cần dơ nhẹ là tự nó xuống nhé. Và sẽ có chống kẹt khi mà trẻ con ấy chống kẹt. Chú đạp phanh nổ máy nhưng mà bây giờ nó kẹt nó xa quá. Chú yên tâm, chú đạp phanh nó bấm nổ máy đó. Hoặc là chú bấm đây, cháu đã nhớ chú vị trí số 1 rồi. Chú cứ chờ thì nó sẽ đưa về đúng vị trí của chú. Rồi. Ok. Đúng, thoải mái rồi. Và rồi. Chú đạp phanh bấm nổ máy này. Ừ. Đạp phanh bấm nổ máy. Bấm một lần là nhả ra luôn. Chú bấm lại, bấm chú đạp phanh ạ. Rồi. Chú bấm nhả ra luôn, không cần phải giữ lâu đâu ạ. Rồi. Rồi. Đó. Đấy nhá, bây giờ cái vị trí ghế là chú chỉnh ở đây này. Rồi. Đây là có phần hông này, rồi. Lưng này. Rồi. Chú chỉnh cho thoải mái này. Rồi. Sau đó là gương này. Ừ. Chú chỉnh cái gương chiếu hậu ạ. Rồi. Chú chỉnh đi ạ. Đây là chú bấm vào đây nhá. Đây là left, right, bên trái này. Ừ. Chỉnh ở đây ạ. Để chú lên tí đã. Coi như chú đã lưu xong. Đấy thì Hải ơi, con ở đây để con nghe theo dõi cách hướng dẫn. Cái cần số này nó là cần số kiểu mới thì nó là cần số điện tử. Ừ. Thì chú đạp phanh giúp cháu. Ừ. Đạp phanh này. Rồi. Chú nhìn từ. Nó đang ở cái dấu tròn này này, nó ở giữa này. Ừ. Thì mình muốn sang mo là mình để sang trái. Ừ. Mình muốn đi thì mình đẩy sang trái xuống dưới. Ừ. Mình muốn lùi thì là đẩy sang trái lên trên. Rồi, đấy, xong. Chú nhìn ở đây camera rồi, lùi này. Chú nhìn thấy rồi. Và, sang trái lên trên. Rồi. Xong. Thế là thôi luôn, nó lùi. Đây đang lùi. Rồi, rồi. Mà chú muốn đi thì chú sang trái xuống dưới. Rồi. Là đi này, chú nhìn số D này. Rồi. Đấy. Còn chú về mo thì chú đẩy sang trái giữ chặt. Là về mo. Rồi. Đấy. Coi như chỉ đẩy sang và không phải giữ gì cả. Không làm gì cả. Và còn khi mà chú muốn dừng lại mà tắt máy thì chú bấm P. Rồi. Bấm P nó sẽ bật phanh tay. Chú bấm, thử bấm tự. Bấm P đi ạ. Là phanh tay nó bật này. Rồi. Khi chú đeo dây an toàn thì nó có thêm một tính năng nữa là giữ phanh khi dừng đỗ. Ừ. Bây giờ chú chuyển sang chế độ đi giúp cháu ạ. Ừ. D ạ. D. Đi, ok. Rồi. Còn chú bấm chữ hold. Bấm nhận thôi, đang đi rồi đấy. Đấy. Ừ, rồi, chưa? Ok. Rồi. Xong, bây giờ chú đạp phanh nó lại, chú nhả ra nó lại phanh lại tiếp. Rồi. Cái này dừng khi mà chú đi đèn đỏ ấy, thì chú đỡ về cái số mo hay là B. Rồi. Mình không phải thao tác nữa. Rồi. Đấy. Nhưng mà khi chú bỏ cái dây an toàn ra thì nó sẽ mất tính năng này. À rồi. Nó lại đi tiếp ấy. Cho nên cứ phải mình sẽ phải đeo dây an toàn. Chú thấy mượt mà không? Êm mà. Thôi, chú lùi vào trong đây. Không, tại vì chỗ kia chỗ đỗ của cái xe gì. Không sao, chú đỗ cạnh đấy luôn được mà. À thế à? Vâng. Chú lùi lại. Đấy, đi cho quen. Cháu Hoàng, xin phép được cảm ơn cô Đào và chú Đài đã tin tưởng lựa chọn cháu để mua xe. Cháu chúc cho cô chú có nhiều trải nghiệm thật là tuyệt vời với chiếc xe của mình. Và trong quá trình sử dụng xe, bất cứ vấn đề gì mà cô chú cảm thấy khó khăn thì hãy liên hệ lại với cháu để cháu có thể tư vấn giúp cho cô chú sử dụng xe kịp thời nhé. Xuân Hoàng rất là cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Hoàng. Mẫu xe Lexus RX 350 Premium với mức giá là 3 tỷ 430 triệu, thời gian hàng là từ 3 đến 6 tháng tùy theo từng màu xe và màu nội thất. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.